Hello, chào mọi người. Mình sẽ cập nhật Bitcoin trong ngày hôm nay. Thì hiện nay Bitcoin đang tiến về cái key level của chúng ta. Cái key level nó nằm ngay đây. Thì ở đây mình có hai cái account chính của mình ở đây. Đây là 1, 2. Mình sẽ có mấy cái kịch bản sau đây. Thứ nhất á, là cái kịch bản đầu tiên á, mình sẽ có là mình có ba sóng xuống ABC đi xuống dưới đây, và đây là ba sóng hồi về, đây là A, B và C. C đến cái vùng như này. Như vậy ngay tại đây chúng ta sẽ có hai cái trường hợp tiếp theo. Cái trường hợp thứ nhất á, đây là một cái zigzag. Như vậy cái trường hợp thứ nhất mình sẽ có tiếp tục. Một cái sóng giảm về thì mình sẽ có A, B và C là một cái zigzag xảy ra. Đó là cái kịch bản thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai của mình, cái kịch bản thứ hai là cái sóng ABC này nó sẽ hồi về. Và chúng ta có một cái con sóng hồi về sâu như thế này, nó hồi về cạn như thế này thôi. Ở đây mình có một cái A, B và C. Tiếp theo mình sẽ có năm sóng đi lên, và 1, 2, 3, 4, 5 nó đi lên tuốt ở trên cao, nó test lại cái khu vực ở trên này. Nó đang hình thành cho chúng ta một cái flat lớn hơn, đó là ABC như thế này. Và tất nhiên là tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ có một cái con sóng giảm xuống. Như vậy thì nó sẽ hình thành một cái flat lớn hơn. Đó là một cái flat lớn hơn. Đó là cái kịch bản thứ hai, thứ ba gì đó. Một cái trường hợp tiếp theo. Là một cái kịch bản bullish. Thì nếu như mà đây là một cái kịch bản, à mình nói về một cái kịch bản bearish trước, tức là một cái kịch bản là Bitcoin nó sẽ đi về đi xuống rất là sâu á, thì ở đây thay vì chúng ta có ABC thì mình sẽ có, sau đây là 1, 2, đây là 3, đây là vùng số 4 và đây là 5. Có 1, 2, 3, 4, 5. Đây là vùng sóng 4. Nếu như mà chúng ta kéo Fibo, chúng ta đo từ từ cái sóng 3. Sóng 3 là nó hồi về, thông thường nó sẽ hồi về 38.2%. Nhưng mà trong trường hợp này nó đã hồi về tới 50%, thì cái kịch bản này nó đã giảm cái xác suất của nó rồi. Không phải là nó không xảy ra, nhưng mà cái xác suất của nó không còn cao như trước nữa. Tuy nhiên là chúng ta cần phải biết hết tất cả các kịch bản có thể xảy ra để mà mình chuẩn bị những cái phương án đối phó. Như vậy nếu như mà nó đi theo cái kịch bản màu đỏ này, nó là năm sóng impulse, chúng ta phân biệt sóng impulse và sóng correction, thì xuống dưới đây sau đó chúng ta sẽ có ba sóng hồi về, nó test lại cái vùng, nó sẽ test lại cái vùng hỗ trợ mà nó vượt qua ha. Nó break retest, và sau đó là chúng ta sẽ có năm sóng đi xuống rất là sâu ở dưới đó, nó sẽ xuống cái vùng 10.000 hoặc là thậm chí dưới 10.000. Nó về nó test lại cái vùng thấp hơn dưới đây. Cái kịch bản zigzag á là chúng ta nó về nó test lại cái vùng đỉnh 20.000 này thôi. Nhưng mà nếu như mà nó biến thành cái sóng impulse thì nó sẽ xuống, nó về nó test lại cái vùng sâu hơn ở dưới đây. Mỗi cái con sóng trên cái khung thời gian ngắn á, nó rất là phù hợp với những cái kịch bản trên cái khung thời gian dài của chúng ta. Và khi mà nó xuống tới vùng này, mình không
không biết là cái video trước đó mình phân tích cái kịch bản này nó về test là dưới cái cạnh dưới của cái channel này, và sau đó là nó mới pump lên, thì cái sóng impulse nó sẽ cho mình cái target xuống về dưới vùng này. Tuy nhiên là cái kịch bản này nó giảm cái xác suất xảy ra của nó rồi, khi mà nó cái sóng C này nè nó tăng lên tới cái vùng 50%, là kịch bản này nó giảm, tuy nhiên là nó vẫn còn nằm đó. Ok, đó là những cái kịch bản mà giảm giá. Như vậy mình sẽ có kịch bản bullish như thế nào, ở đây thị trường nó bullish như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ nếu như mà từ đây mà nó pump lên trên đây luôn á, thì mình sẽ phải mình phải xem cái này là cái sóng 5 của cái sóng C, sóng 5 của sóng C, sóng C nó lúc nào nó cũng có 5 sóng. Như vậy là thị trường nó sẽ kết thúc ngay đây hoặc là ngay đây á, ABC nhé. Mình phải chuyển nó qua ngay cái vùng sóng 5 ở đây. Như vậy ở đây chúng ta phải tìm được 5 sóng trong cái vùng này. Mà mình sẽ xem 2.618, 1.618 ở đây, nó tới ngay 1.618 là như vậy á, thì nó có khả năng nó là một cái diagonal. Diagonal cũng là một cái dạng sóng motif. Diagonal, đây là một cái dạng diagonal, đây là diagonal, nên nó cũng là motif wave. Mình có hướng dẫn cho các bạn trong group member của mình á, thì mình luôn luôn lồng vào những cái lý thuyết để mà chúng ta có thể học nhanh hơn và nhớ lâu hơn, và nói chung là chúng ta ứng dụng vào thực chiến luôn, chứ không có lý thuyết rườm rà, không có lý thuyết này lý thuyết kia cho nó nhức đầu. Lý thuyết thì chúng ta có thể là đọc trên mạng được rồi. Như vậy là sóng 5 có khả năng nó là một cái diagonal, sóng 5 nằm ngay đây, sóng 5 của sóng C. Như vậy ở đây mình có một cái con sóng này là một con sóng mới, nó pump lên trên đây. Như vậy ở đây sẽ có hai cái trường hợp bullish của mình. Trường hợp thứ nhất đây là A, B và C. Và sau khi ABC thì chúng ta sẽ có một con sóng hồi về, nó test lại cái vùng này. Tùy theo ABC nó lên cao hay lên thấp. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta có một cái sóng impulse đi lên. Nếu như mà nó không phải là zigzag á, mà nó là impulse đi lên á, thì đây là cái chân đầu tiên của sóng 1, và sóng 1 mà nó dài như vậy á, là cái target của nó rất là cao. Tuy nhiên là chúng ta phải chờ nó về 2, 3, 4, 5. Đây là cái chân đầu tiên của sóng 1, sóng 1 của một cái chu kỳ mới ở đây. Thì đây là hai cái kịch bản bullish. Như vậy tóm lại á, là ngay cái key level ngay tại chỗ này, mình vẫn kỳ vọng là thị trường nó sẽ pull back về, nó sẽ hồi về đây, nó sẽ có một cái sóng hồi về đây, và ngay tại chỗ này nó sẽ cho chúng ta biết là thị trường nó phản ứng á, nó sẽ một là nó sẽ tăng lên đây á, nó đi ba sóng zigzag lên, hoặc là nó sẽ đi năm sóng lên, lên đây nó sẽ đi năm sóng lên, hoặc là nó đi zigzag thì nó sẽ dừng ở vùng này và nó giảm xuống, còn không thì nó sẽ đi zigzag lên. Cái trường hợp bearish của mình á, là ABC ở đây nó kết thúc rồi, và ở đây nó cũng hồi về đây và nó cũng tăng lên chung cái vùng này, nhưng mà sau đó là nó sẽ giảm xuống, thì chúng ta cẩn thận cái vùng này. Như vậy thì ở cái vùng này mình sẽ kỳ vọng là mình đang kỳ vọng á, là một á, là nó sẽ đi hết cái sóng này, nó sẽ còn tăng lên một chút nữa ở trên đây, nó đi hoàn thành cái sóng 5 tăng lên trên đây, hoặc là nó sẽ hồi về, mình sẽ xuống cái khung thời gian nhỏ hơn để mình
phân tích ngay tại cái vùng này. Ok, đây là trên không 4 giờ. Thì ngay cái cấu trúc sóng ngay tại chỗ này, chúng ta có thể nhìn vào mình thấy rõ là nó có 5 sóng. Bởi vì đây là 1, 2, 3, 4 và 5. Chúng ta có thể kiểm tra RSI. RSI của sóng 3 lúc nào cũng là một cái sóng cao nhất nha. Chúng ta thấy như vậy nha. Và cái vùng sideways sóng 4 này, mình thấy là cái volume của nó giảm dần. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta biết là chúng ta đang nằm ở cái sóng nào và đi như thế nào. Ok. Nếu như các bạn thấy cái kiến thức này nó bổ ích thì dừng lại và like một cái trong cái video này nha. Hiện nay là mình đang boost cái channel của mình cho nó có nhiều member lên một chút xíu. Như vậy thì nếu như mà mình like nó sẽ có cái thuộc tính của YouTube, nó sẽ làm cho cái video của mình hiện lên nhiều hơn, thì từ đó mình có nhiều like hơn, nhiều view hơn, có thể là giúp ích được nhiều người khác có được những cái thông tin này. Ok, như vậy á, thì ở đây á, mình có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy mình kỳ vọng là thị trường nó tiếp tục nó pump lên, một hoàn thành cái sóng 5 của mình ở đây. Mình có thể kéo Fibo mình đo. Đây là vùng 2.618. Đây là cái vùng sóng 4. Như vậy ở đây sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là bắt đầu từ đây mà và nó pump lên trên đây luôn, nó đi sóng 5 lên của mình. Cái trường hợp thứ hai của mình á là nó sẽ hồi về dưới đây. Nó đi một cái flat, một cái dạng flat, nó hồi về dưới đây và sau đó là nó tiếp tục cái vùng sóng 5. Trong cái video vừa rồi mình cũng phân tích ở trên cái chart CME Future. Ai chưa có xem thì chúng ta có thể xem lại. Đó là hai cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là nó sẽ tăng lên trên đây và sau đó nó hồi về. Nó đi hết 5 sóng, nó hồi về sóng ABC. Đó là cái trường hợp thứ nhất trên cái khung ngắn. Trường hợp thứ hai là nó sẽ hồi về trước. Nó đi sóng ABC, nó sóng 4, nó hồi về trước và nó pump lên sóng 5. Đó là trong ngắn hạn, mình vẫn kỳ vọng là nó hồi về. Một là nó tăng trước, nó hồi sau. Hai là nó hồi trước, rồi nó tăng sau. Cái nào cũng vậy, cái nào cũng được. Như vậy thì mình sẽ set up được những cái lệnh long short trong ngày của mình ở trong đây. Ok, như vậy là cập nhật của mình. Mình sẽ tóm tắt lại cập nhật Bitcoin của mình trong ngày hôm nay. Tóm lại là chúng ta đang ở ngay cái vùng key level. Đây là cái vùng key level. Bitcoin sẽ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, cái xác suất thứ nhất là nó sẽ hồi về và nó đi tăng lên cái vùng sóng 5. Như vậy trong ngắn hạn mình vẫn kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ đạt được cái target của mình là 43.600, 43.500. Nó lên đây bằng một trong hai đường. Đường thứ nhất là nó hồi trước và nó tăng sau. Thứ hai là nó sẽ tăng trước. Và nó tăng giảm gì nữa thì khi mà nó lên vùng này mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ quay về, nó giảm ở đây. Và khi mà nó giảm về, nó về nó test lại cái vùng kháng cự ngay đây, sẽ xảy ra một trong hai trường hợp tiếp theo nữa. Trường hợp thứ nhất là nó phá luôn cái vùng kháng cự và nó rớt xuống. Trường hợp thứ hai là nó sẽ hồi về, nó pump lên trên. Đó là hai trường hợp và nó sẽ cho chúng ta hai cái kịch bản. Tiếp theo là kịch bản bearish hoặc là bullish. Như vậy á, ngay tại cái thời điểm, ngay tại đây mình có nói với các bạn trong group của mình là mình 50% coin và 50% USDT. Bởi vì kịch bản nào xảy ra chúng ta cũng có thể khống chế được hết á. Nếu như mà nó giảm trước thì chúng ta mua thêm và mình chốt ở trên đây. Nếu như mà nó tăng trước thì mình cũng có, mình chốt ở trên đây để mình giảm về đây mình mua lại. Và khi mà chúng ta mua ở đây thì stop loss, chúng ta phải nhớ có stop loss, bởi vì nếu như không nó đi cái kịch bản bearish là nó xuống rất là sâu. Ok, như vậy nha. Chào mọi người.